Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 500 tóc cần có ký hiệu là NTTC nha các bạn. Thì con này được xây dựng trên mạng của Polygon Matic và Solid sàn Witchwap mà. Thì để tham gia hôm nay các bạn click trên phần link mô tả với video mà tôi đang tắt chatbot nha các bạn. Rồi các bạn click share để đi tiếp nha các bạn. Yay. JEXF và gửi cho bot nữa mà. Rồi, bấm continue các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nữa các bạn. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Twitter tăng 3 người bạn nè. Rồi, trên tờ Twitter đó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Cho bạn chỉ dẫn trên tờ Twitter nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào luôn. Cho bạn tweet lên nè. Sau đó bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nha các bạn. Bấm vô đây fan nè. Trên kênh YouTube nè các bạn đăng ký nè. Sau đó bạn bắt up lên nè các bạn. Chọn tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục bắt up lên nè. Tiếp tục follow Twitter và tweet nữa nè. Rồi cảm ơn like nè các bạn. Các bạn có thể tự quyết hoặc là có thể chích chắn tự quyết nha bạn. Các bạn ghi này username đâu ta. Phải các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nha bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn vút con Simber nữa nè. Vút coi hút chứ. Rồi vào đây thì các bạn bấm vào 1 phút nha bạn. Đâu 1 phút rồi. Rồi bấm về 1 phút nữa các bạn. Rồi các bạn bấm về 1 phút nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Vui lòng nhấp vào hình ảnh có chứa một chiếc ô tô. Rồi các bạn bấm kiểm tra nha các bạn. Rồi bấm vút nè. Đâu ta. Không được vậy ta. Rồi nó đẩy hiện lên chiếc thánh view thì bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn vút con Simber nữa. Rồi trên con Simber thì các bạn login vào các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản trên CoinShiba nha các bạn. Làm iDrop thì các bạn cần có tất cả các tài khoản, các trang mạng xã hội và tất cả các sàn nha các bạn. Rồi các bạn up to wallet luôn đi. Rồi sau đó các bạn nhấp vào tung qua đường máy tiếp tục nữa các bạn. Bấm foot now nè. Rồi các bạn cũng chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào submit tên nha bạn. Rồi bấm done. Tiếp tục các bạn submit đường link profile tại Twitter mình. Xin tại Twitter thì nhấp vào anh Mata, nhấp vào một hồ sơ nữa, nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot này. Rồi tiếp tục các bạn submit đường link và profile YouTube mình nha các bạn. Trên YouTube thì các bạn nhấp vào avatar nè, nhấp vào kênh của bạn, các bạn nhấp vào ba cánh cụt nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó sao chép liên kết nè. Rồi các bạn gọi lại cho bot nè các bạn. Sau đó các bạn điền địa chỉ email các bạn đã vút những dự án của Hút và của Simber các bạn. Rồi sau đó thì các bạn submit địa chỉ Polygon Matic Network các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ ETH trên giấy chocolate cho các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào complete nha các bạn. Rồi các bạn nó hỏi có join controller không thì bạn bấm done nha các bạn. Rồi sau đó bạn bấm balance cho tất cả các bạn nè.
mình đã nhận được 500 tập cần có cái đoạn TTC. Các bạn việc lên ghép chia sẻ cho bè và người thân khi tập cần. Để video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.